phản ứng lạ của Nhã Phương khi nam em tiết lộ từng yêu Trường Giang. Nhã Phương đưa ra những chia sẻ ngắn gọn trước sự im lặng của bạn trai Trường Giang. Trong dịp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, nam em khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ từng yêu Trường Giang. Điều đáng nói, mối quan hệ của hai người diễn ra ngay khi Trường Giang và Nhã Phương đang yêu nhau. Anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy. Ai cũng có một trái tim, nếu là đàn ông đừng bao giờ làm phụ nữ tổn thương. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến ai đó, nếu ai đó vô tình đọc được thì xin đừng làm người khác tổn thương, người đẹp tâm sự. Ngoài ra, cô còn cho rằng chỉ có Nhã Phương mới chịu nổi Trường Giang. Giữa ồn ào dư luận, Nhã Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầu tiên lên trang cá nhân. Tuy nhiên, nữ diễn viên tuổi thanh xuân chỉ tiết lộ sắp được về nhà và rất nhớ nhà sau gần một tháng đi lưu diễn ở Mỹ cùng Trường Giang. Cùng với đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh đang mỉm cười trước ống kính. Phía dưới phần bình luận, Nhã Phương nhận được nhiều lời động viên cũng như hỏi thăm từ khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên không đưa ra lời hồi đáp. Động thái này khiến người hâm mộ cho rằng người đẹp không quan tâm tới câu chuyện đang ồn ào những ngày vừa qua. Trước đó, xuất hiện trong chương trình Lần Đầu Tôi Kể, Nhã Phương thừa nhận khoảng thời gian Quế Vân công khai chuyện tình cảm với Trường Giang là thời điểm kinh khủng nhất của cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên tuổi thanh xuân không trách móc tình địch và chia sẻ Quế Vân không phải người có lỗi. Lỗi là do tình yêu mà thôi. Nam em, tôi xin lỗi Trường Giang và Nhã Phương. Sau những ồn ào và bị chỉ trích, nam em đã gửi lời xin lỗi và chúc Nhã Phương cùng Trường Giang hạnh phúc. Trên trang cá nhân cách đây ít phút, nam em bất ngờ đăng tải những dòng tâm sự xin lỗi sau khi chia sẻ chuyện tình yêu với Trường Giang. Cô xin lỗi khi chuyện cá nhân đã ảnh hưởng đến nhiều người. Đặc biệt, nam em gửi lời xin lỗi đến Nhã Phương và Trường Giang. Cô khẳng định luôn mong hai nghệ sĩ hạnh phúc. Em gửi lời xin lỗi đến chị Phương và anh Giang. Em hy vọng anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cuối cùng em vẫn là người sai. Em xin lỗi mọi người, nam em viết. Đây là lần đầu tiên nam em gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Trước đó, khi chia sẻ về thị phi là người thứ ba chen vào mối quan hệ của Nhã Phương và Trường Giang, cô nhắn nhủ: tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình yêu. Nam em tiết lộ siêu lòng vì Trường Giang, khi luôn nhận được sự quan tâm từ anh. Cô yêu Trường Giang dù biết lúc đó anh vẫn là bạn trai của Nhã Phương. Tuy nhiên, chuyện tình cảm đến rất nhanh và đi cũng nhanh như khi bắt đầu. Cô tâm sự đã chịu vết thương lòng lớn sau sự đổ vỡ này. Trải lòng về chuyện tình của nam em khiến cô đối diện làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều đồng nghiệp không tán đồng khi cô đưa chuyện quá khứ chia sẻ vào thời điểm nhạy cảm. Cư dân mạng không đồng tình khi nam em là người thứ ba, nhưng hồn nhiên nói về sự tổn thương trên phương tiện truyền thông. Trong khi đó, đến giờ Trường Giang vẫn giữ thái độ im lặng. Anh không lên tiếng về những chia sẻ của nam em. Giống Trường Giang, Nhã Phương kín tiếng trước những ồn ào. Trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại Mỹ. Nam em tiết lộ được Trường Giang hẹn hò ngay trước khi cầu hôn Nhã Phương. Phát ngôn mới nhất của nam em giữa ồn ào tình cảm với Trường Giang đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Những ngày qua, cả làng giải trí xôn xao trước thông tin hoa khôi nam em và Trường Giang từng có mối quan hệ tình cảm. Nam em tiết lộ cô cảm thấy Trường Giang rất hiểu tâm lý phụ nữ. Anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó tôi nhận thấy mình cần mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật, thú thật. Anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy. Câu chuyện này đã kéo theo nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Không ít người cho rằng nam em đang cố ý đánh bóng tên tuổi giữa lúc ra mắt sản phẩm âm nhạc. Trong khi đó, phía Trường Giang hoàn toàn im lặng trước mọi lời chia sẻ của cô. Tưởng chừng mọi việc sẽ lắng xuống khi người trong cuộc không còn lên tiếng giải thích hay đính chính, phủ nhận trên mạch báo. Tuy nhiên, vào tối 18 tháng 3, nam em bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn: tôi cũng là con người mà, tại sao tôi không được yêu? Tuy nhiên chỉ sau đó vài phút, top 8 hoa hậu trái đất đã lập tức xóa bỏ. Sáng 19 tháng 3, người đẹp đã tiết lộ thêm với báo chí về chuyện tình với Trường Giang. Cô thừa nhận từng có thời gian hẹn hò với nam diễn viên hài xứ Quảng, khi anh đang yêu Nhã Phương,
đó là thời điểm sau khi quay chung chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi và Bảy Nụ Cười Xuân. Nam em tiết lộ, trước ngày cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình vào ngày 17 tháng 1, thì trước đó 2 ngày, vào ngày 15 tháng 1, Trường Giang vẫn đi sinh nhật nam em. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã không còn liên lạc với nhau, và bản thân cô vẫn là người chịu rất nhiều tổn thương. Chia sẻ đầu tiên của nam em hậu tiết lộ yêu Trường Giang giống hệt phát ngôn của Nhã Phương. Rất nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra điểm trùng hợp này giữa nam em và Nhã Phương. Mới đây, nam em gây xôn xao dư luận khi gián tiếp thừa nhận mối quan hệ tình cảm với diễn viên hài Trường Giang. Theo đó, người đẹp cho biết cô cảm thấy Trường Giang rất hiểu tâm lý phụ nữ. Tuy nhiên, có những chuyện thuộc về cảm xúc mà nam em không thể giải thích được. Chia sẻ trên Thanh Niên, nam em cho biết cô đang cố gắng quên mối quan hệ không rõ ràng với Trường Giang. Nếu không phải Nhã Phương thì không thể có người phụ nữ nào làm được như vậy, vì cô ấy rất hy sinh, và chỉ có Nhã Phương mới chịu đựng được anh Giang. Còn tôi, tương lai còn quá dài, còn bay nhảy nữa nên không thích sự ràng buộc. Giữa tâm bảo chú, ý của cộng đồng mạng, nam em tiếp tục gây chú ý với chia sẻ mới nhất trên trang Facebook cá nhân. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình yêu. Người đẹp viết, trong lúc đông đảo cư dân mạng cho rằng nam em đang ngầm nhắc đến chuyện tình cảm với Trường Giang vừa chia sẻ trước đó, thì không ít người hâm mộ tinh ý phát hiện ra cô đã sử dụng chính phát ngôn của Nhã Phương về Quế Vân vào thời điểm scandal Trường Giang bắt cá hai tay dấy lên cách đây 2 năm. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2016 trong chương trình Lần Đầu Tôi Kể, Nhã Phương từng thừa nhận thời điểm Quế Vân công khai chuyện từng yêu Trường Giang là khoảng thời gian kinh khủng nhất của cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên tuổi thanh xuân không tỏ ý trách móc đồng nghiệp. Quế Vân không phải người có lỗi. Lỗi là do tình yêu mà thôi. Cô nói, nữ sinh mất tích khi đi đăng ký kết hôn, chồng sắp cưới thản nhiên, đưa sang Trung Quốc bán rồi. Nghe lời người yêu quen qua Facebook, dù chưa một lần gặp mặt người này, nhưng hai chị em Lý Ý Nu và Lý Ý Ninh đã tin tưởng nhận lời ra Lào Cai để đăng ký kết hôn, và mất tích 4 ngày này. Tối 16 tháng 3, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, xác nhận trên địa bàn có hai nữ sinh là Lý Ý Nu, 18 tuổi, và Lý Ý Ninh, 21 tuổi, đều là học sinh lớp 9A, trường Trung học Phổ thông Dân tộc Bán trú Tri Lễ, đã mất liên lạc với gia đình 4 ngày nay. Sau khi mất liên lạc với hai học sinh, ban giám hiệu nhà trường đã gọi điện cho người yêu của em Nu, qua giọng nói, xác định người đàn ông này nói tiếng Mông của Trung Quốc. Khi được hỏi các em đang ở đâu, người đàn ông này bảo đã đưa sang Trung Quốc bán rồi. Cảm ơn nha, ông Cường thông tin. Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 1 tháng 2018, em Lý Ý Nu quen biết với một người đàn ông qua mạng xã hội Facebook. Người này liên tục gọi điện, nhắn tin tán tỉnh em Nu. Sau một thời gian nói chuyện, cả hai bắt đầu hẹn hò online. Trong thời gian làm quen, để lấy được lòng tin của nữ sinh Lý Ý Nu, tài khoản Facebook này có gửi một số hình ảnh liên quan đến quân đội và nói đó là nơi làm việc của anh ta. Người này có nói mình công tác trong quân đội Trung Quốc. Chỉ gần 2 tháng làm quen, tán tỉnh, người đàn ông đã ngỏ lời muốn cưới nữ sinh Lý Ý Nu về tỉnh Lào Cai làm vợ và thuyết phục em Nu gửi bản chụp chứng minh nhân dân cho anh ta. Đổi lại, anh ta sẽ gửi cho Nu 5 triệu đồng để làm lộ phí đi ra Lào Cai tổ chức đám cưới. Tin tưởng người yêu, Lý Ý Nu đã đồng ý làm theo hướng dẫn của người này và lấy chứng minh nhân dân của chị gái Lý Ý Ninh chụp gửi. Đến 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, nữ sinh Lý Ý Nu nhận được điện thoại báo đã gửi 5 triệu đồng và bảo em ra ngân hàng rút tiền, rồi bắt xe ra Lào Cai để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi nhận được tiền, hai chị em Nu và Ninh liền viết đơn xin phép nghỉ học, rồi bắt xe khách ra Lào Cai. Khoảng 17 giờ cùng ngày, nên gọi điện về báo với gia đình đang cùng em gái chuẩn bị lên xe đi Hà Nội ra Lào Cai để làm thủ tục đăng ký kết hôn với chồng sắp cưới. Biết được sự việc, cô Lê Thị Hoài Thu, giáo viên trường Trung học Phổ thông Dân tộc Bán trú Tri Lễ, đã gọi điện can ngăn các em, nhưng các em không nghe và cho rằng người yêu là quân nhân, rất tử tế và bằng chứng là đã gửi tiền về cho các em. Thuyết phục không được, cô Thu đã gọi điện báo cho công an huyện Quế Phong để yêu cầu nhà xe chạy tuyến huyện Quế Phong, Hà Nội ngăn các em lại ở bến nước ngầm, nhưng không hiểu lý do gì mà sau đó hai em biến mất. Sau khi con bị mất tích, ông Lì Gà Gia, trú bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, bố đẻ của Nu và Nên, đã viết đơn trình báo sự việc với công an huyện Quế Phong. Hiện tại,
Công an huyện Quế Phong đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, giải cứu hai chị em Nô và Nên. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.